Tin tức tiếp theo, Trang Lương xin được gửi đến quý vị. Bác sĩ Sri Lanka biểu tình phản đối chính phủ để xảy ra cuộc khủng hoảng thuốc trị bệnh. Các bác sĩ ở Sri Lanka đã tổ chức cuộc biểu tình trên đường phố ở thủ đô thương mại Colombo vào ngày thứ tư để phản đối tình trạng hết sạch thuốc men để điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện vì cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất nước này kéo dài nhiều thập niên thống đốc của Tổng thống là Gotabaya Zara Pasca đã hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày thứ ba sau khi hàng chục nhà lập pháp rút khỏi liên minh cầm quyền, khiến chính phủ của ông mất vị trí đa số ở quốc hội trong khi nỗ lực dập tắt các cuộc biểu tình phản đối sự bất lực của chính phủ đã không chặn đứng cuộc khủng hoảng. Dân chúng Sri Lanka từ lâu thiếu nhiên liệu, điện năng, thực phẩm và nhu yếu phẩm trầm trọng kéo dài nhiều tuần lễ. Giới chức y tế nước này đã lên tiếng báo động về nguy cơ sụp đổ toàn bộ hệ thống y tế. Hiệp hội bác sĩ đại diện hơn 16.000 bác sĩ trên toàn quốc cho biết rằng các thầy thuốc khắp Colombo tham dự cuộc biểu tình xuất phát tại bệnh viện quốc gia Sri Lanka để phản đối tình trạng thiếu thuốc men trầm trọng hiện nay. Malaka Samaratana, bác sĩ bệnh viện của Apextra nơi điều trị hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư mỗi năm, cho biết không chỉ là thiếu thuốc mà ngay cả hóa chất xét nghiệm cũng đã hết sạch.